Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy Android cho MacBook 4 hệ điều hành macOS chip M1 và phần Google. Search driver 2766DW, nhấn Enter. Áp dụng tương tự cho các dòng máy khác Android. Hiện nay nhiều đường link thì chọn là vào cái đường link đầu tiên download hay là 2766DW. Kế tiếp sẽ chọn phiên bản macOS 10.15X, bấm OK. Bấm Close. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là một ngôn ngữ khác tùy theo các bạn muốn chọn. Phần driver, chọn Winter Driver, chọn vô màu xanh Arduino để anh lan download. Chọn cho phép tải driver về máy tính. Driver đang được tải về máy tính. Vào phần tải về, bấm chuột phải mở driver vừa tải lên. Bấm double click chạy driver. Hiện thị ra giao diện cài đặt. Phần giới thiệu, bấm tiếp tục. Phần ngôn ngữ, bấm tiếp tục. Đồng ý cài đặt vào máy tính, bấm agree. Tiếp tục bấm cài đặt. Chọn sử dụng mật khẩu của máy tính. Nhập mật khẩu của máy tính vào. Chọn cài đặt phần mềm. Máy đang được cài đặt. Cài đặt thành công, bấm đóng. Vào biểu tượng cài đặt trên máy tính. Vào phần in và máy quét. Bấm vào dấu cộng. Chọn folder HL2360 series. Đợi vài giây để máy thu thập thông tin máy in. Bấm thêm, bấm chọn tiếp tục. Máy tính nên thiết lập máy in. Thiết lập đã xong, hiện thị dấu chấm xanh là kết nối đã OK. Mở file bất kỳ lên để in test và phần print. Trên in hai mặt chọn copy and paste, chọn layout. Chọn phần true size. Off lên một mặt, long S bin in lên hai mặt ngay hướng dưới đứng. Short S bin in lên hai mặt ngay hướng dưới ngay. Chỉnh xong rồi trở lại phần copy and paste. Tùy chỉnh hoàn tất thì bấm in, print. Receiving data là máy đã nhận lệnh in và đang in. Văn bản in đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thao tác thành công.